Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Linh Di Chính Ai Tarot. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn muốn biết đến kênh của mình ấy, thì các bạn có thể nhấn nút theo dõi và bật đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới nhé. Và mình có nhận xem trải bài riêng, vì vậy nếu bạn nào mà muốn xem trải bài riêng với mình thì các bạn có thể liên hệ qua fanpage hoặc Instagram Linh Di Chính Ai Tarot, và mình có để link ở cái phần mô tả dưới mỗi video. Ngày hôm nay thì như thường lệ mình sẽ gửi đến cho mọi người 4 tụ bài với câu hỏi đó là tổn thương sâu gốc nào bạn đang cần được chữa lành. Và các bạn lưu ý giúp mình là bất cứ lúc nào mà các bạn xem được video này thì đó chính là thời điểm thích hợp nhất để các bạn có thể đón nhận thông điệp. Vì đây là tụ bài chung cho nhiều người nên là các bạn hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất có thể. Bây giờ thì các bạn hãy lựa chọn cho mình một tụ bài theo thứ tự từ trái qua phải. Thì bình thường ấy thì mình sẽ cho các bạn chọn viên đá và tụ bài trái sẵn, nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ cho các bạn chọn lọ đá để các bạn có thể có thêm cái sự lựa chọn, có thể là để cho chúng ta có thể có một cái sự lựa chọn mới mẻ trong cái việc lựa chọn tụ bài. Và ở đây thì mình có để 4 cái lọ đá. Và tụ số 1 thì các bạn có thạch anh trắng, tụ số 2 các bạn có lapis xanh, tụ số 3 các bạn có green aventurine, và tụ số 4 các bạn có thạch anh hồng. Thứ tự của chúng ta vẫn là 1, 2, 3 và 4 từ trái qua phải. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một lọ đá tương ứng với một tụ bài mà các bạn bản thân cảm thấy bị thu hút nhất bởi năng lượng của nó. Và mình xin được nhắc lại câu hỏi đó là tổn thương sâu gốc nào bạn đang cần được chữa lành. Ok, và nếu các bạn chưa kịp lựa chọn ý, thì các bạn có thể dừng video này lại để lựa chọn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ rút bài trực tiếp cho các bạn, chứ mình sẽ không trải bài sẵn nữa. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đọc bài. Chọn một tụ bài sẽ bắt đầu vào lúc 1 phút 53 giây. Tụ bài số 1, bây giờ thì mình sẽ cất các cái lọ đá này ở đây. Và mình sẽ đến với lọ đá đầu tiên, tương ứng với cả tụ bài số 1 của chúng ta là thạch anh trắng này. Mình sẽ để ở đây. Tổn thương sâu gốc nào bạn đang cần được chữa lành? Dành cho các bạn chọn tụ số 1. Tổn thương sâu gốc nào mà bạn đang cần được chữa lành? Đây là bộ mix emotion. Mỗi một lần rút bài là mình hay bị rút nhiều bài, nhưng mà mình không thể nào mà mình kiềm chế được. Một lá. Ok. Tiếp là bộ Sacred Tarot for the Heart và Sacred Tarot. Mình sẽ rút bài xong thì mình mới nói cái thời gian để cho mọi người đọc tụ nhé, để cho mọi người đỡ phải chờ trong cái việc mà mình rút bài. Cái quy trình nó bị đảo cho nên là ngày hôm nay mình hơi quên. Mỗi ngày thì cho 2 lá này. Ok, tiếp là tổn thương sâu gốc nào mà bạn đang cần được chữa lành. Kết nối với các bạn chọn tụ số 1. (Cười)
Ngày hôm nay mình quá khá là bận nên là mình đã trải trải trực tiếp cho các bạn, chứ mình sẽ không trải sẵn tụ bài như mỗi khi nữa. So check tarot for the heart. Mình sẽ trải thêm vài lá về tình yêu, không thể bỏ qua khoản này được, một lá thôi. Tụ bài số 1 các bạn sẽ bắt đầu vào lúc 7 phút 03 giây. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu xem các bạn chọn tụ số 1 thì các bạn có những lá bài gì. Tổn thương sâu gốc nào mà bạn đang cần được chữa lành? Câu hỏi của chúng ta, đề bài của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ xem các bạn chọn tụ số 1 các bạn có King of Cups. Các bạn có ba kiếm. Các bạn có Queen of Pentacles. Các bạn có năm kiếm. Các bạn có hai ly. Các bạn có Adventure. Rhinus. Guide. Proud. Embrace, longing, safe, comforted. Các bạn có looking. Các bạn có foundation and achievements. Các bạn có power. Các bạn có rejoice in celebration. Các bạn có take time to reach out. Các bạn có what do you need to release? Các bạn có the thinking man. The world. Các bạn có action. Các bạn có a leg up. Các bạn có yin. Come to the edge. Luân xa cổ họng. Refusing to see. Luân xa con mắt thứ ba. Give your relationship a chance. Long distance. Tụ bài về lời khuyên, các bạn có let go. Self acceptance. Earth and ground. Yes. Và reflection. Ok. Cái tổn thương sâu gốc mà bạn đang cần được chữa lành với các bạn chọn tụ số 1.
Cái tổn thương sâu gốc mà các bạn chọn tụ số 1 đang phải đối mặt đấy, đó là một cái nỗi đau nó dai dẳng quá lâu. Mình thấy là đây là một cái nỗi đau mà các bạn đã trải qua trong một khoảng thời gian rất là dài. Và từ khi mà các bạn bắt đầu cái nỗi đau này thì các bạn không không thể biết được rằng là nó lại xảy ra cái kết cục như bây giờ. Nhưng mà các bạn cũng rất là mâu thuẫn, bởi vì các bạn rất là muốn dấn thân vào cái câu chuyện này, nhưng mà và các bạn nên nhớ là cái chuyện gì nó cũng có cái giá của nó. Nếu như mà trong cái mối quan hệ này, cái mối quan hệ tình cảm này, các bạn cảm thấy rằng là các bạn hạnh phúc đủ, thì cũng sẽ có những lúc các bạn sẽ phải rơi xuống cái đáy vực của sự đau khổ và tuyệt vọng. Trong tình yêu thì người ta thường nói là tình yêu có thể đưa con người ta hạnh phúc tột đỉnh, nhưng cũng có thể dìm con người ta xuống cái vũng bùn của sự đau khổ. Tức là con người ta có thể lên thiên đường và con người ta cũng có thể xuống địa ngục. Đó là cái cảm xúc của tình yêu. Thì đối với các bạn chọn tụ số 1 thì mình thấy là như thế. Lý do là bởi vì các bạn rất là muốn tìm một cái gì đó mới mẻ trong cuộc sống của các bạn, và các bạn hy vọng cái người này đem đến cho các bạn một cái sự chữa lành. Các bạn tìm thấy ở người này cái sự chữa lành. Nhưng mà cái đối phương của bạn ấy, họ đi đến nửa nửa cọ đường thì họ lại suy ngẫm lại về cái con đường đó với bạn. Ở đây mình thấy rằng là cái tụ bài này ấy, thì các bạn chọn tụ bài này là những người có thể là thuộc cung đất, còn đối phương của các bạn sẽ là những người thuộc cung khí. Và chính vì cái nguồn năng lượng của những người thuộc cung khí nó không ổn định, nên là các bạn luôn luôn bị họ làm cho tổn thương. Ở trong tình yêu ấy, thì các bạn là những người rất bị động, nên khi mà nó xảy ra những cái chuyện gì đó thì bản thân các bạn không thể nào mà kiểm soát được cái tình hình. Và mình thấy là cái tổn thương sâu gốc này nó liên quan trực tiếp đến cái chuyện tình cảm của bạn. Ở đây mình thấy là các bạn rất là muốn đến với nhau nhưng mà các bạn không thể đến với nhau, bởi vì các bạn rơi vào một cái mối quan hệ yêu xa. Ở đây các bạn có long distance. Và bởi vì là do cái hoàn cảnh khách quan ấy, khi các bạn không thể nào mà các bạn nói được với nhau, các bạn bị ngắt kết nối, các bạn biết biết rõ là những cái gì nó xảy ra, các bạn biết rõ đối phương muốn gì và đối phương cũng biết rõ hiện bạn đang nghĩ gì, đang muốn gì, nhưng mà cả hai đều không dám nói ra cái điều đó. Ở đây các bạn có một lá là reflection, tức là tấm gương quan hệ, có nghĩa là nếu như bây giờ bạn cư xử như thế nào trong tình yêu thì đối phương của các bạn cũng sẽ cư xử lại như vậy. Vậy thì cái mối quan hệ của các bạn ấy, nếu như mà các bạn muốn biết được thực sự cái mối quan hệ của mình nó đang rơi vào cái tình trạng nào ấy, thì các bạn nên nhìn vào cái hành động của chính mình, bởi vì cái hành động của chính bạn cũng có nghĩa là đối phương của các bạn sẽ cư xử cũng như vậy thôi. Người ta gọi đó là cái tấm gương quan hệ, tấm gương ở trong cái mối quan hệ. Và bởi vì do các bạn chưa thể nào mà đến với nhau ấy, nên là các bạn đã cho cái cơ hội đó, vô tình cho cái cơ hội đó cho một người thứ ba chen vào cái mối quan hệ này. Các bạn có ba kiếm và ở đây các bạn có năm kiếm. Các bạn có thấy là ở đây ý, là cái người đàn ông này người ta đang cầm hai cái thanh gươm và người ta còn dẫm chân lên những cái thanh gươm ở dưới đất. Còn người ở đằng này thì người ta bỏ đi. Giống như kiểu như đối phương của bạn, họ đang là những người rất đắc thắng và họ chiến thắng và bạn chỉ là một cái kẻ thất bại, và bạn phải bước đi, bạn phải rời bỏ cái mối quan hệ này đi. Và bạn cũng không thể làm gì được. Và các bạn cảm thấy rằng cái mối quan hệ này nó là một cái tổn thương cực kỳ lớn ấy. Các bạn luôn luôn cảm thấy rằng là mình có lỗi trong mối quan hệ này, mặc mặc dù nhá, thực ra thì cái lỗi của bạn không phải là cái lỗi lớn, nhưng mà các bạn cảm thấy rằng là cái đối phương của bạn ấy, họ làm cho bạn cảm thấy rằng bạn có lỗi, mặc dù bạn không có lỗi. Nhưng mà có thể là cái tính của bạn nó không không thích cái sự tranh đấu và các bạn rất là nhẫn nhục ấy, nên là các bạn cứ cảm thấy rằng bản thân mình có lỗi. Thực ra thì các bạn không có lỗi trong cái mối quan hệ này đâu, nhưng mà bởi vì các bạn nghĩ cho đối phương quá nhiều, và các bạn cảm thấy rằng là chừng nào ấy mà các bạn không thể nào mà đến với nhau thì các bạn sẽ cảm thấy rằng các bạn không thể ngủ ngon được.
các bạn đã chờ đợi nhau quá lâu. Cái sự chờ đợi đấy nó kéo dài quá lâu, thậm chí là nó còn kéo dài khoảng 10 năm và hơn thế. Nhưng mà bởi vì do các bạn có một cái sự hứa hẹn ở trong quá khứ ấy, nên ở đây mình thấy rằng là các bạn không thể thoát ra được cái nỗi đau này. Và các bạn đang cố từ chối nhìn vào cái nỗi đau đó, đang cố không nhìn vào cái sự thật đó. Các bạn không muốn chấp nhận cái sự thật đó. Nhưng rất là buồn thì đó lại là một sự thật. Và cái sự thật đấy nó thường mất lòng, nó thường gây ra cái sự tổn thương và đau lòng cho cả hai phía. Và mình thấy rằng là trong hiện tại thì cái mối quan hệ của các bạn nó đang có một cơ hội. Ở đây các bạn có give your relationship a chance. Có thể là cái khoảng thời gian vừa rồi thì các bạn đã có thể kết nối lại với nhau. Nhưng mà cái người đối phương của bạn ấy, họ vẫn đang suy nghĩ về cái động thái của bạn và động thái của họ. Có nghĩa là họ đang suy nghĩ xem là mình nên làm gì trong cái mối quan hệ này. Mình biết là các bạn trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì các bạn đang cảm thấy khá là an toàn. Bởi vì ít nhất là các bạn cảm thấy rằng là đối phương đã cho mình một cái tín hiệu. Và cái thời gian vừa rồi thì các bạn nhận được cái sự liên lạc của họ và bạn cảm thấy rất là vui, bạn cảm thấy khá là an toàn ấy. Bởi vì ít nhất là cái động thái đó nó cho thấy rằng là ít nhất là bạn sẽ không cô đơn trên cái hành trình mà bạn đã phải tự mình trải qua trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Cái mối quan hệ này là cái mối quan hệ mà có thể là do số mệnh đã sắp đặt. Và các bạn cũng đừng trách người ta, bởi vì thực ra là người ta cũng không, người ta không cố ý làm tổn thương bạn. Đối phương của bạn không cố ý làm tổn thương bạn. Cái tổn thương mà nó để lại cho cái mối quan hệ này là cả hai đều phải gánh chịu, chứ không phải là chỉ có mỗi mình bạn ở trong cái mối quan hệ này đâu. Và bây giờ thì mình biết là các bạn đang cảm thấy rằng là các bạn đang bị dồn đến chân tường. Ở đây các bạn có một lá là come to the edge. Các bạn đang đi đến bờ vực rồi, đang đi đến cái sự lựa chọn cuối cùng của cái mối quan hệ này. Nên là các bạn đang cảm thấy rất yếu đuối, các bạn không thể nào có thể mạnh mẽ. Nhưng mà thực ra thì các bạn hãy cái lời khuyên đấy là các bạn hãy thể hiện cái sự yếu đuối đấy ra. Bởi vì trong cuộc sống thì chúng ta không phải lúc nào chúng ta cũng nên thể hiện là chúng ta mạnh mẽ. Cái việc mà chúng ta thể hiện lúc nào chúng ta cũng bộc lộ ra chúng ta mạnh mẽ thì thực ra thì chúng ta cứ phải che giấu đi những cái điều thổn thức ở bên trong lòng mình như vậy thì để làm gì. Nên các bạn nên hãy cởi mở lòng mình ra. Mình biết là các bạn rất là mạnh mẽ, các bạn mạnh mẽ hơn các bạn tưởng rất là nhiều. Ở đây các bạn thấy là cái hình ảnh này cho thấy là một nửa khuôn mặt là của một người nhưng mà một nửa khuôn mặt còn lại là một của một chú sư tử. Vậy thì có nghĩa là cái nội tâm của các bạn ấy nó luôn luôn tồn tại cái thái cực của cái sự mạnh mẽ và nó sẽ luôn luôn tiềm ẩn ở trong con người của bạn. Chỉ cần bạn tin vào nó và chỉ cần bạn biết cách khơi dậy thì cái sự mạnh mẽ đó nó sẽ giúp cho bạn vượt qua rất là nhiều những cái giai đoạn thăng trầm của cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó tức là các bạn đã dồn tâm huyết vào nó rất là nhiều và các bạn nằm trong cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì trong thời điểm hiện tại bây giờ ấy thì bạn đã có thể mường tượng dần cái mối quan hệ này nó đang có một cái kết quả như thế nào. Cái sự kéo dài của mối quan hệ này và đến bây giờ thì nó sẽ có một cái câu trả lời. Và bạn sẽ từng ấy năm trải qua từng ấy năm thì bạn sẽ có cái câu trả lời rõ ràng là liệu cái mối quan hệ này bạn có thể đi tiếp hay không. Và bạn có thể trông đợi vào nó ở đâu. Cái người đối phương của bạn là một cái người mà họ rất là mạnh mẽ. Có nghĩa là họ họ cảm thấy rằng là họ muốn move on khỏi cái mối quan hệ này. Không phải là vì họ hết tình cảm với bạn, mà bởi vì họ không có cái sự lựa chọn nào khác. Và họ muốn move on, họ muốn tiến lên phía trước và họ muốn làm lại mọi thứ. Họ muốn lập lại một cái trật tự mới ở trong cuộc sống của họ. Và họ không muốn bạn sẽ trở thành một cái sự cản bước họ bước lên phía trước. Mặc dù là đối với họ ấy, thì bạn vẫn là một cái kho báu, bạn vẫn là một cái điều rất quý giá ở trong lòng của họ. Nhưng mà họ cũng không có cái sự lựa chọn nào khác ngoài việc là họ phải bước lên phía trước và họ nhìn xa hơn, họ nhìn rộng hơn. Nhưng mà
có một cái tín hiệu vui ở trong cái tụ bài này, đó là các bạn cần phải hiểu rằng là cái người đổ này thì họ không bao giờ từ bỏ bạn. Và họ sẽ luôn luôn nhớ đến bạn như là một cái động lực để họ bước tiếp ở trong cuộc sống. Có thể là họ đã đặt rất là nhiều kỳ vọng vào bạn, nhưng mà bạn không thể làm được ấy. Và cái điều đó nó vô tình nó làm cho cả hai đều bị tổn thương. Và cái điều tổn thương sâu gốc nhất của bạn trong mối quan hệ này là cả hai đều rất muốn tiến lên phía trước cho cái mối quan hệ này một cơ hội. Và đặc biệt là bạn, nhưng mà bạn lại không thể làm gì được cả, bởi vì bạn rất là bất lực ấy. Và cái điều này nó làm cho bạn cảm thấy tội lỗi. Và cái tâm trạng của cái tội lỗi đấy nó đã kéo dài và nó cứ ám ảnh bạn từ năm này qua tháng khác, từ ngày này qua tháng khác, từ cái giây phút này sang giây phút khác, thì bạn chưa bao giờ bạn thôi dừng lại suy nghĩ về cái mối quan hệ đấy. Và cái mối quan hệ nó giày vò bạn rất là nhiều. Có thể tại vì kiếp trước ấy, có thể là hai bạn có một cái duyên nợ và các bạn chưa thể giải quyết được ở trong kiếp trước, nên là cái kiếp này thì các bạn đã phải gặp lại nhau và các bạn phải trả cái món duyên nợ này. Mình sẽ rút thêm. Ok. Các bạn gặp nhau ở trong kiếp này là bởi vì các bạn là những twin flame, các bạn là những linh hồn song sinh và các bạn có thể nhận ra nhau ở trong kiếp này. Và các bạn đã có một cái duyên duyên nghiệp sâu nặng với nhau và các bạn cần phải gặp lại nhau để các bạn có thể nối tiếp cái nhân duyên đó. Cái mối quan hệ của twin flame là cái mối quan hệ rất là thiêng liêng, gắn bó, nhưng mà cái linh hồn song sinh họ sẽ phải trải qua rất là nhiều những bài học đau đớn. Vì vậy nên là nó chính là cái lý do mà tại sao các bạn lại phải trải qua rất là nhiều đau đớn như thế trong cái kiếp này. Mình thấy là ở đây thì cái tín hiệu vui ở trong cái tụ bài này là các bạn đừng 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 nghĩ rằng cái người đó người ta quên bạn, người ta sẽ tìm về bạn khi người ta cảm thấy buồn, khi người ta cảm thấy rằng là cái cuộc sống của người ta nó hết cái hy vọng. Thì mặc dù bạn không phải là sự lựa chọn mà họ có thể lựa chọn, nhưng mà ít nhất là họ sẽ cảm thấy rằng là nghĩ về bạn làm cho họ cảm thấy rằng là họ yên tâm hơn và bạn là một cái điều quý giá ở trong lòng của họ. Và các bạn đừng có buồn, bởi vì thực ra thì đối với họ, bạn bạn vẫn là một người rất là xinh đẹp, một người rất tài năng, một người rất là vô tư, có một tâm hồn rất là đẹp. Nên nên là các bạn hãy suy nghĩ tích cực hơn. Khi các bạn suy nghĩ tích cực thì chắc chắn là những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến. Bởi vì nếu như mà các bạn chỉ nghĩ một cái câu chuyện ấy, lúc nào các bạn cũng chỉ nghĩ theo cái chiều hướng tiêu cực thôi, thì nếu như bây giờ các bạn thay đổi cái cách nhìn về vấn đề thì cái câu chuyện đó nó sẽ không làm khổ bạn nữa. Cái tâm của chúng ta quyết định tất cả mọi thứ. Cái cách nhìn, cái cách nghĩ của chúng ta quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Và khi mà các bạn coi nó đây là một cái bài học thì nó sẽ là một bài học bạn cần học và bạn cần cần đón nhận. Kể cả nó có đau khổ hay nó có hạnh phúc thì các bạn vẫn phải mở lòng đón nhận cái bài học này. Chúng ta không có cái sự lựa chọn nào khác, bởi vì linh hồn của chúng ta phải chấp nhận học những thứ mà chúng ta đã chọn. Vì vậy nên nếu như mà các bạn cảm thấy cái mối quan hệ này nó quá bế tắc và nó làm cho bạn cảm thấy quá đau đớn ấy, thì tốt nhất là các bạn hãy cố gắng thiền định để có thể tìm được cái sự bình yên ở trong tâm trí, và nó sẽ đem đến cho bạn những cái câu trả lời. Ở đây các bạn có một lá là self-acceptance. Các bạn day dứt rất là nhiều và các bạn cảm thấy rằng bản thân mình chưa đủ tốt ở trong cái mối quan hệ này, và các bạn cảm thấy rằng cái bản thân mình chưa cố gắng hết sức. Các bạn
Hoặc là các bạn cố gắng hết sức nhưng mà các bạn không thể đạt được cái điều mình mong muốn, đó là cái mối quan hệ này nó có thể tiến triển tốt ấy. Và các bạn cảm thấy rằng bản thân mình có lỗi, nhưng mà không phải là như vậy. Bởi vì các thiên thần đã cho các bạn một cái tín hiệu, đó là self-acceptance, nghĩa là hãy chấp nhận những gì mà bản thân mình có, đừng đừng có so sánh mình với người khác và cũng đừng có tự dằn vặt bản thân mình, bởi vì các bạn đã làm rất tốt rồi, chỉ có là một cái sự may mắn ấy, nó chưa mỉm cười với bạn mà thôi, hoặc là đó là bài học mà bạn lựa chọn và bạn phải chấp nhận nó trong cái kiếp sống này, cái bài học này. Và các bạn hãy buông bỏ, hãy tiếp tục tiến lên phía trước, bởi vì thực ra cái mối quan hệ này nó sẽ còn có những cái tín hiệu nữa, bởi vì tình yêu nó không đến từ một phía, nó đến từ hai phía. Nếu như mà bạn vẫn phát ra những cái rung động với họ, họ phát ra những cái luật hấp dẫn với họ, thì chắc chắn là họ cũng sẽ đón nhận được cái điều đó và họ sẽ có những cái dung cảm với bạn. Cái điều đấy là cái điều mình chắc chắn, bởi vì các bạn là twin flame với nhau. Khi mà các bạn phát ra những cái tín hiệu của tình yêu, của sự rung động, của sự liên hệ, thì chắc chắn là đối phương của bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Và mình biết là cái khoảng thời gian vừa rồi thì các bạn đã có chủ động có cái liên hệ đấy. Có thể là các bạn không trực tiếp liên hệ với họ, nhưng mà các bạn có một cái sự gây chú ý với họ và họ đã tìm đến bạn như là một cái hành trình mà họ phải quay về. Họ quay về với cội nguồn, họ phải quay về với cái điểm mà họ đã từng đi, họ đã từng trải nghiệm, và bây giờ họ lại muốn quay lại một cái điều đó một lần nữa. Ở đây các bạn có adventure, đó là một cái trải nghiệm mà họ muốn đi thêm một lần nữa để họ có thể cân bằng cuộc sống của họ và họ có thể tìm lại được những cái gì mà họ đã làm, đã từng có với bạn, họ đã từng trải trải qua với bạn, và họ rất là trân trọng những cái điều đó. Và mình nhớ là trong tâm tưởng của các bạn ấy, thì thực ra là mình biết là các bạn đang đang trải qua một cái cuộc sống mới. Có thể là các bạn là những người vừa mới di chuyển khỏi nơi ở cũ. Các bạn có thể là các bạn di chuyển khỏi nơi ở cũ, các bạn đang xây dựng một cái cuộc sống mới, và cái năng lượng của các bạn ấy nó đang rất là tốt. Thì khoảng một thời gian gần đây thì các bạn lại rơi vào cái vòng lặp của cái sự tiêu cực, các bạn lại quay lại cái vòng lặp đó. Và mình nghĩ rằng là các bạn đừng mất tự tin, bởi vì mình biết là cái người kia người ta đang dần quay lại cuộc sống của bạn, có nghĩa là bạn đang sợ rằng là họ sẽ quay trở lại một lần nữa và bạn lại quay lại cái vòng lặp đấy một lần nữa với họ. Mặc dù các bạn đã mất kết nối với nhau một thời gian rất là dài, nhưng mà đến bây giờ khi mà hai người lại có một cái sự liên lạc lại thì bạn lại chợt nhận ra rằng là cái điều đấy là nó lại có khi nó lại là một sự tổn thương lại thì sao? Thì các bạn đang sợ cái điều đó, nhưng mà thực ra đó lại cũng là điều mà bạn mong muốn. Mình biết là như thế bởi vì bạn không thể nào mà lừa dối trái tim của mình được. Mặc dù các bạn không muốn mình phải dấn thân vào cái sự đau khổ, nhưng mà trái tim của các bạn sẽ không bao giờ có thể quên được người đấy. Mà nếu như trái tim của các bạn sẽ không có thể quên được người đấy, thì có nghĩa là các bạn sẽ phải quay về, các bạn lại quay về lại với nhau và các bạn sẽ tìm lại nhau. Các bạn chắc chắn sẽ tìm lại. Ở đây các bạn có surprise và bạn cảm thấy cái khoảng thời gian vừa rồi là bạn rất là bất ngờ, bởi vì người đấy quay lại trong cuộc sống của bạn một cách rất rất bất ngờ. Nhưng mà bạn cũng đồng thời nhận ra rằng là cả bạn và họ đều đang phải chịu đựng cái sự tổn thương rất là lớn khi mà bạn và họ có được một cái sự liên lạc trở lại, bởi vì nó là cái tín hiệu để cho cái tình cảm của các bạn có thể phát triển hơn, nhưng mà nó cũng lại là một cái tín hiệu để cho bạn biết được rằng là liệu các bạn có quay lại cái vòng lặp cũ đấy hay không, cái vòng lặp của cái sự tổn thương đó hay không. Và cái điều đó thì nó phụ thuộc vào các bạn. Ở đây thì mình thấy cái lời khuyên mà mình vừa hỏi đó là các bạn nên lựa chọn như thế nào cho cái mối quan hệ này, thì các bạn hãy nhân nhượng họ, bởi vì ở đây các bạn có một lá là take a step back. Các bạn hãy cố gắng hạ cái tôi xuống và các bạn hãy chủ động có những cái sự thân thiện, thiện chí với cái sự liên lạc của họ, thì chắc chắn là giữa hai bạn
có thể sẽ có những cái thay đổi suy nghĩ về nhau và cái mối quan hệ này của các bạn ấy, nếu như ít nhất là nếu như nó không thể nào phát triển thành thành một cái tình cảm yêu đương như ngày xưa, thì ít nhất nó cũng sẽ giúp cho bạn và họ cảm thấy thoải mái và giúp cho họ có được cái nhìn tốt đẹp hơn về bạn. Mình biết là hai bạn đang bị tổn thương bởi vì các bạn đang có cái suy nghĩ sai lệch về đối phương, nhưng mà dần 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 thì các bạn lại cảm thấy rằng là bản thân mình càng ngày càng muốn quay trở về cái khoảng thời gian trước đây và muốn liên lạc lại với nhau và muốn có cái sự tương tác với nhau. Và đấy là một cái tín hiệu rất là tốt theo mình ý. Thì các bạn nên quay trở lại cái mối quan hệ này, cho nó một cơ hội, và một lần nữa hãy thử với họ một lần nữa, đừng buông xuôi. Bởi vì câu trả lời là đây: Give your relationship a chance. Hãy cho mối quan hệ này một cơ hội. Mình biết là cả hai bạn đang trong mối quan hệ này một cơ hội, nhưng cái sự cố gắng nó còn vẫn phải còn phụ thuộc vào cả bạn và người kia. Ok. Và mình biết là khi mà bạn nhận được cái lời lời nhắn từ họ ấy, thì các cái đêm, những cái đêm mà bạn thao thức ấy, thì bây giờ bạn đang ngủ rất là ngon, bởi vì trong từng cái thời gian thì bạn đã phải chịu đựng cái nỗi đau quá nhiều và bạn suy nghĩ hàng đêm rất là nhiều. Đó là một cái điều rất là vô cùng là đau khổ, vô cùng là tổn thương dành cho những bạn chọn số 1. Mình biết là như thế. Đó là cái tổn thương sâu gốc mà bạn cần nhìn nhận ra và bạn cần phải chữa lành. Nếu như các bạn không tìm cách cho cái mối quan hệ này một cái câu trả lời thì chắc chắn cái tổn thương này nó sẽ tiếp tục ở trong tương lai và nó sẽ tiếp tục làm cho bạn nghĩ về nó và sẽ mãi mãi là tổn thương sâu gốc. Bởi vì tổn thương sâu gốc có nghĩa là cái tổn thương mà bạn không thể nào mà bạn bạn chữa lành được nó. Nếu như bạn không thể chữa lành thì có nghĩa là bạn bạn không thể tìm được cái cách thỏa hiệp với nó, không thể chữa lành được, thì chắc chắn là bạn sẽ tiếp tục bị tổn thương ở trong tương lai, và cái đó là cái điều mà bạn không thể làm các bạn giải quyết được. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang tụ bài tiếp theo. Tụ bài số 2 của chúng ta, tụ đá lapis lazuli. Bây giờ thì mình sẽ rút bài trước, sau đó thì mình đọc cho các bạn cái timestamp để các bạn theo dõi. Hôm nay mình lười trải tụ bài và mọi người thông cảm nhé, bởi vì hôm nay mình rất là bận. Mình cho mọi người chọn tụ đá, chọn đá, chọn chọn lọ đá chứ không phải là tụ bài. Nhưng mà những video lần sau thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ trải sẵn 4 tụ bài để cho mọi người có thể theo dõi dễ hơn. 3 mình cũng không biết là cái tụ số 2 các bạn sẽ có những cái tổn thương nào, có thể là trong tình yêu, có thể là trong công việc, có thể là trong cuộc sống. Vì vậy nên là mỗi một tụ bài thì nó sẽ có những cái thông điệp khác nhau, nên là các bạn hãy suy ngẫm xem là cái thông điệp đó nó có ý nghĩa như nào với mình. Mỗi một người sẽ có những cái thông điệp ở những cái thời điểm cụ thể thì nó sẽ khác nhau, chứ nó sẽ không giống nhau. Có thể là với người này thì đó là cái tổn thương về tình cảm, nhưng với người khác thì nó lại không phải.
thì các bạn hãy đón nhận bằng cái sự suy ngẫm và tư duy của chính bản thân mình để các bạn có thể hiểu cái thông điệp mà mình gửi đến cho mọi người. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái thông điệp của tụ số 2. 35 phút, 36 phút cho nó tròn. Tụ số 2 là 36 phút. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tụ số 2 các bạn có gì. Tổn thương sâu gốc nào mà các bạn đang cần được chữa lành. Các bạn có Eight of Pentacles. Các bạn có Prince of Wands. Các bạn có Ten of Cups. Các bạn có Eight of Pentacles, 8 xu. Các bạn có Eight of Wands, 8 gậy. Wands, ở đây mình thấy có năng lượng của cung lửa và năng lượng của cung đất. Rất là tiêu biểu. Các bạn có The Creator. Các bạn có Silent. Các bạn có Inner Voice. Các bạn có The Mind. Material Harvest, Fertility, A Solar Plexus Chakra, lưỡi da bụng trên, Hopeful, Broad, Relief, Desperate, Stress. Các bạn có Fun Time. Các bạn có Calling in Your Summit. Các bạn có Cornucopia. Các bạn có The Garden and the Gate. Các bạn có Contract. Các bạn có Fork in the Road. Các bạn có Chop Wood. Các bạn có Unfinished Symphony. Các bạn có Feeling Alone. Các bạn có Rest and Reconsider. Các bạn có Spread Your Wings. Ok, các bạn có Step Out of Your Comfort Zone. Emotion are high, running high. Các bạn có Church, Honesty and Communication, Guardian Angel, Harmony and Resolution, và The One Within a Teardrop. Tổn thương sâu gốc nào mà tụ bài số 2 đang phải cần được chữa lành, đang phải cảm thấy rất là mệt mỏi. Cái tụ bài này nó khá là nhiều cái màu sắc. Rất là phức tạp. Rất là phức tạp. Ok, mình thấy là như thế này nhá. Mình thấy là cái tụ bài số 2 ấy, thì cái tổn thương sâu gốc, thực ra là cái tổn thương sâu gốc của bạn ấy, thì mình thấy rằng là các bạn không có quá quan trọng cái tình yêu. Các bạn cũng không có quá quan trọng cái chuyện tổn thương từ một ai đấy, thậm chí là người thứ ba.
các bạn cũng không có vấn đề gì về công việc. Trong khoảng thời gian vừa qua các bạn cũng không cảm thấy suy sụp về cái công việc của các bạn. Tất nhiên là cuộc sống thì chúng ta không thể nào mà chúng ta mong cầu là tất cả mọi thứ nó diễn ra theo ý của mình được. Nên là mình biết là các bạn đang rất là kiểu như là cảm thấy rằng là cái cuộc sống này, cái năng lượng của các bạn nó không được ổn định. Có nghĩa là cái lúc mà các bạn cảm thấy rằng là cái cuộc sống này sao mà nó khó khăn, nó vất vả đến như vậy. Thế nhưng mà sau một lúc sau thì các bạn lại cảm thấy rằng là cái điều đấy nó cũng rất là bình thường thôi. Và mình nghĩ như vậy cũng là đúng. Bởi vì nếu như bây giờ mà các bạn lúc nào cũng chỉ nghĩ rằng cái cuộc sống này nó cứ thuận lợi, nó cứ diễn ra theo những cái điều mà mình dự trù từ trước ấy, thì nó không có cái chuyện đó. Mình biết là các bạn hiểu được cái điều đó, cho nên là các bạn không cảm thấy nặng nề khi mà các bạn cứ gặp một cái chuyện gì đấy nó không được như ý của mình. Nên là mình nghĩ rằng là với tâm thế của những bạn chọn tụ bài số 2 ấy, thì các bạn đang rất rất là bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Tất nhiên là cái cuộc sống của các bạn cũng có những giây phút cũng rất là mệt mỏi, cảm thấy rằng là chán nản, cảm thấy rằng cái sự cô đơn này, rồi sự tuyệt vọng nó xảy ra, bởi vì các bạn cảm thấy rằng là cái thế giới ngoài kia sao mà nó lại độc ác đến như thế. Các bạn lúc nào cũng cảm thấy rằng là bản thân mình bị bỏ lại ở phía sau á. Các bạn cảm thấy rằng là kể cả trong bất cứ một cái mối quan hệ nào thì các bạn cũng khó để các bạn có thể thấy được cái sự đồng cảm từ những người mà các bạn yêu. Ở đây các bạn có calling in your soulmate. Tức là các bạn lúc nào cũng gặp phải cái vấn đề đó là đối phương của bạn, họ có cái sự đồng cảm với bạn hay không, họ có cái sự đồng điệu với tâm hồn hay không, và cái điều đấy nó làm cho bạn rất là đau đớn và dây dứt. Mình biết là như vậy. Các bạn đợi mình một xíu nhé, mình uống nước rất là khát. Ok, mình sẽ chỉnh lại cái camera một xíu nhé. Cái camera này nó hơi bị hẹp màn hình. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với tụ bài số 2. Thì mình thấy rằng là cái nỗi lo sợ của các bạn ấy, nó cái sự tổn thương của các bạn nó đơn giản chỉ là bởi vì các bạn cảm thấy rằng là các bạn cứ cảm thấy cô đơn khi mà các bạn bắt đầu một cái mối quan hệ nào, thì cái mối quan hệ đấy nó không làm cho các bạn cảm thấy rằng là bản thân mình an toàn hơn. Các bạn luôn luôn cảm thấy rằng là các bạn cứ phải sống trong những cái sự im lặng, các bạn cứ phải sống trong cái sự cô đơn. Và có thể là tại vì do cái mối quan hệ của bạn với người đó nó thiếu đi cái sự đồng điệu của trong tâm hồn. Thực ra ấy là giữa bạn với người đấy, hai người có một cái mối liên hệ về soulmate với nhau, các bạn là soulmate với nhau. Nhưng mà cái vấn đề có thể xảy ra là tại vì giữa hai bạn ấy nó có cái sự khác biệt về tuổi tác, hoặc là về một cái gì đó mà nó không như bạn mong đợi. Có thể là giữa hai người có sự khác biệt về công việc này, hoặc là về địa vị xã hội này,
hoặc là hoàn cảnh gia đình ấy, cái hoàn cảnh xuất thân ấy, và bạn cứ cảm thấy rằng là cái người này họ không phải là dành cho mình. Nhưng mà thực ra là tại vì các bạn chưa biết cách calling in yourself ấy, các bạn chưa biết cách kiểu như là khơi gợi, chưa biết cách để cầu nguyện để làm cho cái mối quan hệ này nó trở nên tốt hơn, nó trở nên tốt hơn, nó trở nên đúng như những gì mà đáng nghĩa nó có. Ở đây các bạn có summit. Vậy thì tại sao cái mối quan hệ này nó lại rơi vào cái sự bế tắc như vậy? Bởi vì cái giai đoạn bây giờ ấy, là cái giai đoạn mà các bạn đang cần cái sự thử thách. Và cái sự thử thách này nó đến để nó giúp cho bạn nhận ra được cái bài học là cái điều gì nó mới thực sự là quan trọng trong cuộc sống của các bạn. Và cái khoảng thời gian này thì cái mối quan hệ đấy là một cái mối quan hệ mà bạn có thể bắt đầu lại mọi thứ. Ở đây các bạn có hai lá new love. Có thể đó sẽ là cái mối quan hệ để cho bạn có một cái niềm tin, đó là một cái sự khởi đầu mới, một cái sự bắt đầu mới, nó sẽ đem đến cho các bạn những cái nguồn năng lượng mới, và các bạn sẽ có thể có được những cái niềm tin mà các bạn có thể đã từng đánh mất về tình yêu ở trong quá khứ. Ở đây các bạn có hai lá true love, các bạn có hai lá new love, các bạn có nhưng mà ở đây thì các bạn lại có một cái lá, đó là triangle, tức là tình tay ba. Và bởi vì cái vấn đề phức tạp này nên nó càng đào sâu vào cái mối quan hệ của các bạn, và nó là một cái sự tổn thương vô tình làm cho các bạn bị tổn thương. Có thể là cái người mà bạn đã từng yêu và cái người mới của các bạn ấy, thì các bạn đang có cái sự lựa chọn đó, và thực ra nó không phải là một sự tổn thương nhá, nó không phải là một sự tổn thương. Nhưng nếu như mà các bạn tự mình tạo ra những cái tình huống ấy, để cho các bạn cảm thấy rằng là cái câu chuyện đấy nó là một cái sự tổn thương, thì nó sẽ đem đến những cái sự ám ảnh, nó sẽ đem đến những cái nỗi đau vô tình xảy ra đối với bạn. Và không loại trừ với trường hợp, có nghĩa là bạn đang có lựa chọn, đang có cái hai cái sự lựa chọn, và một cái sự lựa chọn là new love, một sự lựa chọn là true love. Và cái true love của các bạn ấy, nó chính là soulmate của các bạn, và bạn cần phải nhìn nhận được ai là true love và cái người đó mình có thể tiếp tục được hay không. Cái mối quan hệ đó là cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy cô đơn ở trong chính cái mối quan hệ đó, và các bạn cũng không biết cách làm như thế nào để có thể release, để có thể buông bỏ được nó, để có thể giải quyết được nó, bởi vì các bạn vẫn rất là loay hoay, vẫn không biết là liệu mình làm như thế có đúng hay là không. Và mình nghĩ rằng có thể những bạn chọn tụ số 2 thì có thể đây là cái mối quan hệ vợ chồng mà các bạn đã tiến đến hôn nhân rồi, các bạn đã có thể là các bạn đã là mẹ rồi, ở đây các bạn có là fertility. Nhưng mà các bạn cảm thấy cô đơn ngay trong cái mối quan hệ với chồng của bạn, và các bạn đang muốn rời bỏ nó đi để các bạn tìm được một cái mối quan hệ mới. Ok, và đó là cái sự lựa chọn của các bạn, mình không can thiệp, nhưng cái vấn đề là các bạn cần phải tìm hiểu, cần phải nhìn được ra rằng là cái điều gì nó mới thực sự là cái giá trị thực sự, ai mới là true love, ai mới là người gắn kết với mình về mặt tâm hồn, mà các bạn đã có những cái sự gắn kết về mặt linh hồn từ rất nhiều kiếp, chứ không phải là ở bây giờ, trong cái giai đoạn bây giờ, và trong cái thời gian mà các bạn cảm thấy rằng là các bạn cần một mối quan hệ và các bạn có thể dựa vào nó. Và khi mà các bạn không cần thì các bạn có thể buông bỏ nó, thì cái điều đấy nó không phải là cái điều mà cái tụ bài này nó đang muốn các bạn hướng đến và hiểu. Cái tụ bài này nó muốn bạn hiểu ấy, là các bạn cần phải hiểu được tiếng nói bên trong của các bạn. Ở đây các bạn có inner voice, các bạn cần phải hiểu được rằng là cái điều thực sự mà các bạn mong muốn là gì, bởi vì các bạn chưa đào sâu vào nội tâm của các bạn, và các bạn luôn luôn cảm thấy rằng là cái mối quan hệ này mình buông bỏ nó cũng được, và mình hoàn toàn có thể đi tìm một cái mối quan hệ mới, một cái mối quan hệ khác. Nhưng cái người đó, liệu cái người mới đó họ có thể đem đến cho bạn những cái cảm xúc như cái tình yêu thực sự này hay không, và giữa hai bạn có những cái khoảng thời gian vui vẻ ở bên nhau. Có thể đó là friend with benefit, có thể đó là one night stand, có thể đó là những cái mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, chưa phải là một cái tình yêu thực sự. Nhưng giữa hai người có một cái đam mê để cho các bạn có thể cân bằng được cuộc sống của các bạn. Nhưng nếu như mà các bạn thực sự nhìn ra được cái giá trị của cái mối quan hệ nào mà nó làm cho các bạn có được một chỗ dựa vững chắc, thì các bạn hãy cân nhắc lại. Ở đây các bạn có rest and reconsider, các bạn hãy lùi lại và hãy cân nhắc lại, hãy nghỉ ngơi, thư giãn ở trong tâm trí và cân nhắc lại. Và ở đây thì hãy
hãy tìm cho mình một giải pháp, hãy biết cách kết nối, hãy biết cách giao tiếp để cái câu chuyện này nó trở nên tốt đẹp hơn. Ít nhất thì bạn sẽ không cảm thấy bản thân mình bị cô đơn, và cái đối phương của bạn ấy họ sẽ hiểu được ra rằng là bạn cần gì, bạn muốn gì. Hãy bày tỏ cái tâm tư và nguyện vọng của mình một cách chính đáng, một cách thành thật. Hãy suy nghĩ tích cực về cái cuộc sống và cái tình yêu, bởi vì các bạn đang cảm thấy rằng là các bạn không thể nào mà các bạn tin là mình có thể làm được những cái điều tốt đẹp. Hãy vượt qua cái vùng an toàn. Ở đây các bạn có một lá nữa là The Garden and the Gate. Cái người con gái này họ không dám bước ra cái thế giới bên ngoài, và họ chỉ muốn đứng ở bên trong cái khu vườn đẹp đẽ, ngắm nhìn những thứ xinh đẹp ở bên trong, nhưng mà cô ấy lại không dám bước ra bên ngoài. Và ở đây thì cái lá này cũng nói là hãy bước ra khỏi vùng an toàn, có nghĩa là thế giới ngoài kia rất là nhiều những cái tốt đẹp mà các bạn đừng có đóng lòng mình lại, và các bạn hãy cố gắng cởi mở tâm hồn và đón nhận những cái nguồn năng lượng tích cực từ những con người tích cực. Đừng có quá khép kín, bởi vì các bạn không cho ai bước vào cả, và các bạn cũng không bước ra. Vậy thì cái cuộc sống của các bạn nó sẽ chỉ có feeling alone, nó sẽ chỉ có cái sự silent, và bản thân các bạn phải tự chịu đựng và tự lựa chọn. Đó là thông điệp của các bạn chọn tụ bài số 2. Ok, bây giờ thì mình sẽ pass cái tụ bài này và mình sẽ chuyển sang tụ bài số 3. Bài số 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ chào bài. Tụ bài số 3 sẽ bắt đầu vào lúc 54 phút 18 giây. Ok, các bạn có Queen of Pentacles, các bạn có Strength, các bạn có 9 gậy, các bạn có 10 xu, 4 ly, các bạn có The Raven, con quạ, ánh sáng ở phía cuối đường hầm à? Bóng tối chứ. Bóng tối nó sẽ ở trên trời.
guidance, các bạn có slowing down, consciousness, các bạn có empower, excited, respectful, reconciliation, I express your love, children, communication is key, prosperity lies ahead, review, opportunity beckons, master, a change in the wind, tick-tock, regeneration, blossoming abundance, happy family, down to romance. Các bạn có Nine wind, take charge and action, learning experience, clear, cancel and release và look for a sign. Tổn thương sâu gốc nào mà bạn đang cần được chữa lành? Tổn thương sâu gốc của những bạn chọn tụ số 3. Mình sẽ rút thêm một bộ nữa để mình xem cái cuộc sống của các bạn. Với những bạn chọn tụ số 3 ấy, thì mình thấy rằng là cái cuộc sống của các bạn trong khoảng thời gian gần đây thì nó khá là mệt mỏi. Mặc dù các bạn không phải lo về những cái đời sống vật chất, các bạn không phải lo về tiền bạc, nhưng mà các bạn đang cảm thấy rằng là bản thân mình đang ở một cái ngưỡng của cái sự mệt mỏi kéo dài và rất là buồn chán. Kiểu như là các bạn cảm thấy rằng là các bạn cảm thấy khá là mất định hướng. Các bạn cảm thấy rằng các bạn đang cần một cái sự chỉ dẫn nào đó. Và cái mối quan hệ của các bạn thì các bạn đã từng có cái sự mâu thuẫn và các bạn đang tìm cái cách để có thể làm lành và liên lạc trở lại. Thì ở đây các bạn có một lá là communication is key, reconciliation và rebuild. Hãy làm lại mọi thứ và hãy thể hiện cái tình yêu của các bạn. Mình biết là ở trong cái tụ bài này thì một trong hai bạn khá là trẻ con. Cái sự cư xử của các bạn nó làm cho bản thân cái mối quan hệ này nó có thể đi vào một cái sự bế tắc. Mặc dù là hai người vẫn cảm thấy có những cái sự hưng phấn này, sự tôn trọng lẫn nhau và các bạn coi nhau là một cái động lực để có thể nâng, gọi là ở đây các bạn thấy là cái lá bài này là các bạn có thể có một điểm tựa và có thể nâng tất cả mọi thứ lên, nâng cả thế giới, nâng cả trái đất lên. Tức là các bạn là chỗ dựa của nhau, là cái sự vững chắc, là cái thành trì kiên cố mà bạn rất là muốn bám vào họ, bạn rất là muốn họ sẽ ở bên bạn. Ở đây các bạn có một lá master và door to romance, tức là người đối phương của bạn là cái người mà họ hoàn toàn có thể làm chủ cái mối quan hệ này, họ sẽ dẫn dắt bạn để bạn có thể tìm ra được con người của bạn. Họ là một trong những người có thể giúp cho bạn tìm ra được con người của bạn thực sự là ai. Nếu như mà các bạn vượt qua được cái bài học này thì các bạn sẽ có một cái kết rất là đẹp. Ở đây các bạn có happy family và blossoming abundance. Cái tổn thương sâu gốc mà bạn cần chữa lành ở đây ấy, thì cái vấn đề nó xảy ra đó là bạn đang có quá những cái bám víu vào cái quá khứ và bạn cảm thấy rằng là cái sự thay đổi ở trong cái mối quan hệ của hiện tại chưa chắc nó sẽ tốt hơn những cái gì mà các bạn đã trải qua trong quá khứ và các bạn lựa chọn trong quá khứ. Các bạn có một cái sự so sánh với quá khứ của các bạn. Ở đây các bạn có một lá là memory of love và hãy buông bỏ cái điều đó, hãy buông bỏ cái những cái điều cũ nó đã xảy ra trong cuộc sống các bạn, nó đã là cái định mệnh như vậy rồi thì các bạn đừng có quá phải hối tiếc và đừng có quá bám vào nó. Cái tổn thương đó nó sẽ làm cho bạn
kiệt sức. Ở đây các bạn có exhaustion và các bạn sẽ khó để có thể tập trung vào những cái điều hiện tại. Cái cơ hội nó sẽ đến khi mà các bạn biết nắm lấy, và cái cơ hội đó nó đến nó rất là nhanh. Tức là nếu như mà các bạn không thể nào mà chớp được cái thời cơ này thì nó sẽ rất là khó để cho các bạn có thể thay đổi được mọi thứ. Ở đây các bạn có một lá là hãy hồi sinh lại mọi thứ, hãy làm cho mọi thứ được tươi mới, được tươi trẻ trở lại. Và nếu như mà các bạn có thể tìm được cái sự cân bằng đó thì không lâu tâm trí của các bạn nó sẽ được loại trừ khỏi những điều rất là tiêu cực ở trong cuộc sống, và nó sẽ làm cho bạn cảm nhận được những cái nguồn năng lượng tích cực nó đang diễn ra trong cuộc sống của các bạn. Và cái tổn thương của các bạn ấy đó là các bạn không thể nào mà các bạn có thể buông bỏ được quá khứ, thì cũng có nghĩa là cái thời điểm ở hiện tại các bạn cũng sẽ không nhẹ nhõm gì. Vì vậy nên nếu như mà các bạn một, các bạn hãy thử học cái cách buông bỏ quá khứ một lần, và hãy tạm khép lại cái trang đó, cái chương đó. Mình biết là cái chương đó nó rất là đẹp trong cuộc đời các bạn, nhưng mà nếu như các bạn tạm đóng lại, và các bạn hãy cho cái mối quan hệ hiện tại hoặc là cái cuộc sống của các bạn một cơ hội, thì có nghĩa là cái cuộc sống của các bạn trong cái khoảng từ bây giờ đến ít nhất là hết năm nay thì nó sẽ có những cái chuyển biến rất là tốt đẹp và thuận lợi. Bởi vì nếu như mà các bạn cứ giữ mãi cái nguồn năng lượng này thì bạn sẽ không thể làm gì cả, và nó sẽ giống như một cái con kỳ đà cản mũi bạn ấy. Mỗi khi mà bạn làm một cái việc gì đó thì các bạn sẽ lại nhớ về cái tình yêu cũ, và các bạn lại nhớ về những cái ký ức tươi đẹp của quá khứ. Và cái mình biết là cái chương đó trong cuộc đời của bạn nó đã rất là đẹp, nhưng mà nó không phải là cái điều quan trọng ở trong cái thời điểm hiện tại. Cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà bạn phải chấp nhận một số những cái vấn đề xảy ra ở thực tại, và bạn hãy chấp nhận nó như là những cái bài học quý giá của mình, và hãy đón nhận nó. Ở đây các bạn có learning experience, các bạn đã học đủ bài học quá khứ rồi, các bạn đã có đầy đủ những kinh nghiệm rồi, và thì các bạn hãy cho cái thời điểm hiện tại một cơ hội để các bạn có thể tiến lên phía trước. Và đó cũng sẽ là những cái kinh nghiệm quý giá mà bạn có thể tích lũy, chứ không phải chỉ có những cái chương rất là tươi đẹp của quá khứ. Thậm chí là nếu như các bạn có những cái quá khứ rất tươi đẹp, rất tốt đẹp, nhưng nếu như các bạn không thể nào mà quay lại để vẽ nó được ấy, thì có nghĩa là cái bức tranh đấy các bạn phải chấp nhận là nó không thể nào mà hoàn thiện được. Nó đã sẽ thiếu đi một cái màu sắc tươi đẹp nào đó, và nó sẽ không thể hoàn thiện được. Dù bạn có cố quay lại thì bạn cũng không thể tô lại được nó nữa. Vì vậy nên cái điều gì mà các bạn phải chấp nhận thì các bạn hãy chấp nhận. Các bạn hãy học cách chấp nhận mọi thứ. Những chuyện nó không xảy ra được theo ý của mình, hãy chấp nhận, và hãy cho cái cơ hiện tại một cơ hội để các bạn có thể tiến lên phía trước. Còn cái quá khứ của các bạn hãy giữ lấy. Nó là những cái điều rất tốt đẹp, các bạn hãy giữ lấy trong tâm hồn của mình. Mình biết là cái điều đấy nó làm cho các bạn bị cản bước tiến lên, và các bạn cảm thấy đau đớn và ám ảnh. Nhưng đó thực sự là những điều mà bạn nên làm ngay trong cái thời điểm bây giờ, để ít nhất là cái cuộc sống của bạn, các bạn tìm được cái sự cân bằng, và các bạn có thể sẽ quay trở lại để sống lại với cái ký ức đó khi mà các bạn cảm thấy rằng là các bạn đã có được một cái sự ổn định nào đó, có thể là công việc, cuộc sống và hôn nhân của các bạn. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tụ bài cuối cùng.
Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ bài cuối cùng. Ok, bây giờ tụ bài số 4 của chúng ta thì cái timestamp lát nữa mình sẽ ghi lại cho mọi người nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tụ bài cuối cùng. Các bạn có The Magician, ảo thuật gia. Các bạn có The Fool. Các bạn có năm xu ngược. Các bạn có Ace of Swords. Các bạn có The Lady. Ok, các bạn có Assistant, Aloneness, The Outsider. Các bạn có Angry, Disgusted, Inspiring. Các bạn có The Answer, Unit Are Coming. Các bạn có A Time For Healing. Các bạn có Communication, Family. Các bạn có Ice Queen, Very Soon, Free Yourself, Love Yourself First. Các bạn có Heart Chakra, Luôn Xa Trái Tim, Sadness and Isolation. Các bạn có Luôn Sao Bụng Trên. Các bạn có Yang và High Power. Cái tụ bài này là tụ bài rất tâm linh. Between Worlds. Caring Connection. Các bạn có Luôn Sao Cổ Họng. Các bạn có Hostility. Các bạn có Romance and Connection. Cut the Cost. Inner Child Healing. Chữa lành đứa trẻ bên trong. A Year From Now. Các bạn có Love Begins. Luôn Xa Trái Tim. Các bạn có hai lá Luôn Xa Trái Tim. Các bạn có Financial and Material Changes và Hidden Park. Cái tổn thương sâu gốc của các bạn chọn tụ số 3. À, chọn tụ số 4. Tổn thương sâu gốc mà bạn phải chữa lành. Mình thấy rằng là các bạn chọn tụ số 4 là đang hòa đá rồi. Nghĩa là các bạn cảm thấy quá nản với những gì đã xảy ra trong cuộc sống các bạn trong cái khoảng thời gian vừa qua ấy. Các bạn cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng. Ở đây mình thấy những cái lá của cái năng lượng, của cái sự buồn tẻ, nó diễn ra rất là nhiều.
nó xuất hiện rất là nhiều, nó cho thấy rằng là các bạn đang đang cảm thấy rằng là cái tôi của mình này, rồi những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc sống trong cái khoảng thời gian vừa qua ấy, nó như là những cái nó xảy ra rất là nhanh, nó xảy ra đến một cách dồn dập và nó làm cho các bạn cảm thấy rằng là bản thân các bạn bất lực với tất cả mọi thứ xung quanh. Các bạn không thể nào mà các bạn thay đổi được cái tình thế, và nó đến nó giống như là kiểu như nó đến giống như kiểu như là cảm xúc tiêu cực đó đến với bạn, nó đến rất là vô cớ và nó cũng không cần có nguyên cớ gì mà nó sẽ xảy ra. Ở đây mình thấy có là hostility và a of sword, cái sự tổn thương mà họ dành cho bạn ấy, nó rất là lớn, nó đến liên tiếp và nó làm cho bạn cảm thấy rằng là mọi thứ dồn dập lại đến một lúc và làm cho bạn không thể nào mà các bạn có thể đứng vững được. Các bạn cảm thấy rất là giận dữ và các bạn cảm thấy rằng là chán nản và kiểu như muốn đầu hàng mọi thứ. Nhưng mà đây là khoảng thời gian để cho các bạn chữa lành. Đây là khoảng thời gian các bạn có inner child healing và a time for healing. Đây là khoảng thời gian để cho các bạn chữa lành. Các bạn hãy giao tiếp nhiều hơn, hãy giao tiếp với những người mà các bạn có cái tình cảm, có cái sự yêu thương gắn kết nhiều hơn, với gia đình các bạn, với tình yêu của các bạn. Và các bạn hãy yêu bản thân mình trước, hãy biết cách buông bỏ, hãy biết cách giải phóng bản thân mình ấy, để cho các bạn có thể có được những cái sự cân bằng, để có được những cái nguồn năng lượng mà ở một cái tần số cao hơn. Thực ra thì những cái câu chuyện đau thương trong cái thời gian vừa rồi, nó là những cái bài học để cho các bạn phải trải qua. Và khi các bạn đã trải qua như vậy, các bạn cảm thấy mạnh mẽ hơn, thì có nghĩa là cái tần số năng lượng của các bạn nó sẽ được rung động, nó sẽ được nâng cao ở một cái tầng mới. Và khi mà các bạn ở một cái tần số mới như vậy ấy, thì những cái điều tích cực nó sẽ đến. Khi mà các bạn đã gột rửa, đã loại bỏ những cái điều tiêu cực nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn, thì những cái điều tích cực nó sẽ xảy đến. Và nó sẽ như một cái phép màu ấy, nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy rằng là bản thân các bạn sẽ khôn lớn hơn, sẽ trưởng thành hơn từng ngày. Ở đây mình thấy rằng là các bạn có một lá là hidden part, cái con đường ở phía trước nó vẫn đang chờ đợi bạn, nhưng mà nó vẫn đang chờ đợi bạn, không phải là nó tự mở ra mà nó chờ đợi bạn tìm hiểu và khám phá. Có một con đường đang chờ đợi bạn, nhưng cái con đường đấy nó lại phụ thuộc vào cái sự chủ động của bạn, là bạn có mở nó ra hay không, hay là bạn lại khép lòng mình lại và bạn cảm thấy rằng là tất cả mọi thứ nó xảy ra nó sẽ làm cho mình tổn thương, một tổn thương đến nỗi mà các bạn không thể chữa lành được, thì điều đấy không đúng. Cái câu trả lời nó sẽ đến, cái câu trả lời đó là các bạn cần phải cắt đi những cái sự tiêu cực. Các bạn cần phải thay đổi, cần phải chấm dứt những cái nguồn năng lượng nó mang đến cái sự tiêu cực, nó mới làm cho các bạn cảm thấy rằng cái cuộc sống này nó rất là nhiều những cái điều phiền não, nó rất là nhiều những cái điều không hay, không may mắn nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Và các bạn, đó là cái tổn thương sâu gốc mà các bạn cần phải chữa lành trong cái khoảng thời gian này. Và các bạn hãy tìm về với gia đình của các bạn, đó là cái nơi để cho các bạn có thể tự chữa lành bản thân mình. No peace like home, không có nơi nào có thể yên bình như chính căn nhà của các bạn. Khi mà cái nguồn năng lượng của các bạn nó được chữa lành ấy, thì các bạn sẽ có niềm tin để bước lên phía trước. Cái khoảng thời gian này là cái khoảng thời gian mà bạn cần cái sự chữa lành. Các bạn có thể phải dừng một cái công việc nào đó mà các bạn đang làm. Có thể là các bạn sẽ phải chấm dứt những cái mối quan hệ với những đồng nghiệp mà các bạn đã làm. Và các bạn cảm thấy là các bạn sẽ rơi vào một cái hố sâu của một cái, có thể là cái khoảng thời gian mà các bạn không giao lưu được với ai, không gặp gỡ được với ai. Nhưng mà một năm nữa, tính từ thời điểm bây giờ đến một năm nữa, thì các bạn sẽ tìm lại được cái niềm vui ở trong cuộc sống. Và cái câu trả lời nó sẽ rõ ràng hơn khi các bạn bắt đầu cảm thấy có những cái cảm hứng ở trong công việc. Và bắt đầu các bạn giống như là những người tìm đến công việc như là một cái cách để cân bằng cuộc sống, để có thể giải quyết được những cái nỗi buồn, những cái nỗi đau ấy. Thì khi mà các bạn tập trung vào công việc, các bạn có những cái dự án mới, thì các bạn sẽ quên đi những cái chuyện mà nó đã xảy ra trong quá khứ. Và nó là cái thành tố để nó kéo bạn lại. Và nó sẽ là những cái cản bước. Bởi vì mỗi khi mà các bạn tiến lên phía trước ấy, thì những cái năng lượng tiêu cực đó ấy, nó sẽ tìm cách níu bạn lại đằng sau. Và nếu như bạn không tỉnh táo thì chắc chắn là bạn sẽ luôn luôn tuột lại ở phía sau, và bạn sẽ không thể nào mà tìm ra được cái
cái đích hướng ở phía trước. Ở đây các bạn có awareness, các bạn có intensity và resource. Và các bạn phải thay đổi bản thân mình. Hãy liên kết với những người mà bạn yêu thương, họ sẽ đem đến cho bạn cái tình yêu. Họ sẽ chữa lành cái luân xa tim của các bạn, và các bạn sẽ tìm lại được, nhanh chóng tìm lại được cái sự hy vọng vào một tương lai mà ở đó thì bạn hoàn toàn có thể có được sự thống nhất của tinh thần và những vấn đề về thật vật chất. Đây là cái con đường hidden part mà mẹ trái đất Gaia đang muốn mách bảo các bạn và đang muốn các bạn hướng đến. Thay đổi bản thân và hãy lạc quan lên. Ở các bạn có những cái nguồn năng lượng tần số cao hơn. Khi mà các bạn thăng lên ở cái mức cao hơn như vậy thì các bạn sẽ tiến đến cái chiều kích 5D và các bạn sẽ nhanh chóng có thể tìm được cái sự tồn tại của chính mình, cái ý nghĩa của sự tồn tại của chính mình. Và các bạn tìm được cái sự tư duy đó. Khi mà các bạn tìm được cái sự tư duy đó, có nghĩa là các bạn cảm thấy được cái ý nghĩa của cái sự tồn tại của chính bản thân mình. Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Và lúc đấy các bạn có một lá là awareness. Tôi tư duy nghĩa là tôi tồn tại. Vậy thì cái việc mà ý thức về cái sự tồn tại này, nó sẽ giúp cho bạn có thể thức tỉnh được tâm linh và giúp cho bạn có thể mở ra cái cánh cổng năng lượng để cho các bạn có thể nâng cao cái mức tần số năng lượng cao hơn. Và lúc bấy giờ thì những cái điều tích cực nó sẽ được thu hút và nó sẽ xảy đến. Ở đây các bạn có năng lượng dương, nó tượng trưng cho cái sự khởi thủy, khai, nó tượng trưng cho cái sự đổi mới. Và mặc dù các bạn có thể đi trên đường như những chàng khờ, nhưng mà cái sự vô tư nó sẽ là cái phiếu bảo hành để cho các bạn thu hút được những cái nguồn năng lượng tương đồng như vậy. Và các bạn sẽ luôn luôn cảm thấy rằng là cái cuộc sống của mình ấy nó sẽ có được một cái sự công bằng. Ở đây các bạn có lá là The Magician. Ở đây là ảo thuật gia. Họ có thể thay đổi được cái quá khứ, hiện tại và tương lai. Và khi mà họ đứng giữa ba cái giai đoạn chu chuyển đó của thời gian tuyến tính thì họ sẽ hiểu được ra rằng là bạn sẽ hiểu được ra, và họ chính là bạn. Bạn sẽ hiểu được ra rằng là cái điều mà ý nghĩa nhất đối với cuộc sống của mình là gì, và các bạn sẽ nhanh chóng tìm lại được cái sự cân bằng đó. Đây là thông điệp mà mình nghĩ là rất là ý nghĩa với các bạn cho tụ bài số 4. Tình yêu nó tràn ngập ở trong cái tụ bài này, nhưng mà các bạn đã bị tổn thương sâu gốc từ những cái sự việc tiêu cực trong khoảng thời gian vừa rồi quá nhiều, và các bạn đang cần một sự chữa lành rất là lớn. Ok, cảm ơn các bạn đã chọn tụ bài ngày hôm nay. Và mình xin được khép lại tụ bài. Thì khoảng thời gian tới mình sẽ bận, bởi vì mình có một cái kế hoạch ôn thi công chức. Và chính vì thế nên là có lẽ là mình sẽ phải qua đến thứ ba tuần sau thì mình mới có thể gặp lại các bạn ở trên YouTube. Còn nếu như các bạn mà book lịch xem riêng với mình thì các bạn vẫn có thể book lịch, nhưng mà có lẽ là mình sẽ nhận lịch thua. Mình rất là mong là cái khoảng thời gian này các bạn hãy giữ sức khỏe để có thể an toàn trong cái thời gian dịch bệnh như thế này, và hãy cố gắng nâng cao cái tần số năng lượng của bản thân để có thể vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn nhất này. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.